Xin chào tất cả anh em, hôm nay thì tiếp tục quay trở lại với series những cấu hình về karaoke. Hiện tại thì bên Huy đang chuẩn bị một bộ âm thanh tương đối là VIP để chuẩn bị đi lắp đặt cho hai anh chị khách hàng ở tại quận Bình Tân. Cấu hình thì bên Huy đã dựng xong rồi mọi người. Cấu hình này sẽ đi là loa Wonderfield W12A, thì đây là một trong những dòng loa của Wonderfield rất là hay, chuyên sử dụng cho những hệ thống âm thanh karaoke gia đình cũng như là phòng hát kinh doanh hai anh em. Đó. Mẫu mã rất là đẹp, nhỏ gọn và chất âm rất là hay ha. Dòng này thì cái lợi thế của nó đó là tiếng mic của chúng ta nó rất là rõ, hát nó thoát tiếng và nó bắt mic ấy. Hát cảm giác mọi người hát nó rất là nhẹ nhàng, nó không bị mệt mỏi ha. Một cặp loa này kèm theo một cặp chân trống nha mọi người. Loa này thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn, một có thể là chống chân giống như thế này, hai là mọi người có thể là treo lên giống như cái cặp loa bên trên Huy đang treo như vậy ha. Nếu như mọi người muốn gọn gàng thì mọi người có thể là treo lên như vậy, còn nếu mọi người mà có phòng khách có tủ rồi thì mọi người có thể là để chân trống giống như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ có súp điện, một chiếc súp điện 40 ADD Pro ha mọi người. Đây là súp điện mẫu mới, thì mẫu này nó cũng khá là nhỏ gọn nha anh em. Nó nhỏ gọn này thì anh em chúng ta kết hợp để không gian ở trong nhà nó rất là dễ. Và tủ máy sẽ gồm 3 thiết bị, một con đẩy 2 kênh ADD Pro D1029, sau này có thể nâng cấp thêm một cặp full 30 nữa. Và xử lý ở trên vang số Wonderfield X10, một dòng vang số rất là hay. Xin lỗi mọi người, đây là vang số X10 Plus ha. X10 Plus chứ không phải là X10. Và một bộ micro M800 đó. Đây là cấu hình dàn máy 3 thiết bị được lắp trong tủ giống như này luôn. Súp điện và loa full. Rồi bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng theo đội ngũ kỹ thuật bên Huy đi lắp đặt cho hai chị khách hàng tại quận Bình Tân nha. Chọn bộ này, chọn bộ cấu hình này, tổng giá trị là 40 triệu và bên Huy có hỗ trợ trả góp cho tất cả anh em luôn. Rồi xin mời tất cả khán giả ta theo bên Huy đi bàn giao nha. Đây trước mặt anh em chính là nhà hành khách và đồ đạc của bên Hậu đã vận chuyển vào tủ máy nha mọi người. Thì mọi người hãy cùng theo dõi bên Hậu lên dàn và set up bộ âm thanh hôm nay cho mọi người cùng nghe ha. Em xin chào mọi người. Phải chẳng là điều em đang đi tới. Vậy thì thôi,